Hey, đây là Sivali, và cho dù bạn là người bán hoàn toàn mới hay là người bán theo mùa thì chắc chắn rằng là bạn sẽ muốn chú ý đến những cái keywords hoạt động hàng đầu mà có thể giúp cho bạn tạo ra doanh số. Và nếu bạn đã xem các video khác của cô ấy thì có một số những cách mà bạn có thể tìm thấy những cái mà có liên quan từ chuyển đổi keywords hoặc là cụm từ. Nhưng trong cái video này, tôi muốn chỉ cho bạn cách để bạn có thể tìm thấy tất cả những cái keywords và cụm từ đó cho một cái sản phẩm hoặc là một cái bộ sản phẩm chỉ với một cú nhấp chuột. Hãy đi theo tôi nhé. Nếu tôi kiểm tra cái đánh dấu sản phẩm ngay tại đây thì đang đạt doanh thu khoảng 130.000. Và tôi chỉ cần nhấn một cái nút này, một cái máy phân tích danh sách trong vòng vài giây sẽ hiện ra. Tôi có thể thấy các keywords hàng đầu, nơi mà cái listing này hiển thị cho 10 không gian hàng đầu. Và bạn không phải đợi vài phút để sao chép một loạt các ASIN trên Amazon, và sau đó đến Helmten và chạy cái listing Analyzer. Sau khi dán những cái đó thì bạn có thể làm những điều nó chỉ bằng một cái cú nhấp chuột. Mặc dù có rất là nhiều cái tính năng đi vào cái listing analyzer đó, nhưng mà hãy nhớ xem cái video đó, mà nếu mà tôi cuộn xuống á thì bạn sẽ thấy rằng tôi đang được cấp quyền truy cập từ khóa hàng đầu trong cái phần phân tích tôi đã nói về. Ở đây là bạn có tổng keywords, đây là bao nhiêu keywords ASIN xuất hiện một cách hữu cơ trong 306 vị trí hàng đầu, và bạn cũng có top 10 của bạn. Vì thế cái ASIN này hiển thị bao nhiêu từ khóa ở vị trí top 10. Và sau đó là bạn có khối lượng tìm kiếm liên quan đến cả hai loại mục này. Hãy để cho tôi chỉ cho bạn một cái gì đó thú vị. Điều này thật sự còn có giá trị hơn nếu mà bạn đang chạy nó với nhiều cái ASIN. Vì vậy nếu tôi nhấp vào Run Listing Analyzer thì sau khi chọn 5 cái quầy taco khác nhau và một cái bộ 4 thì bạn sẽ thấy rằng tôi được cấp quyền truy cập vào một cái tìm kiếm tương tự. Nhưng mà khi tôi đi xuống thì điều này rất là khác. Bây giờ tôi có tất cả những cái con át chủ bài ở cạnh nhau, nơi tôi có thể so sánh cách mà họ xếp chồng lên nhau và thứ hạng cho mỗi cái keywords hoạt động hàng đầu này. Và tất nhiên tôi vẫn có quyền truy cập vào cái thông tin tương tự. Tôi thậm chí là làm điều này trên cái trang ASIN duy nhất của nó, một cái tính năng thú vị khác của việc có nhiều ASIN trong cái Listing Analyzer. Bạn có nhận được cái phân tích điểm chất lượng danh sách trung bình nào? Các chuyên gia tắt này dựa trên các phương pháp hay nhất của Amazon. Và nếu bạn đang xem xét bất kỳ quy tắc riêng nào, thì ví dụ như là hình ảnh chính trên cái nền trắng, điều này sẽ cho bạn biết là chúng tôi đã nhập bao nhiêu lối đi, có bao nhiêu hình ảnh tuân thủ điều khoản dịch vụ và những cái mà thực sự vượt qua, nơi mà họ có hình ảnh của chính họ ở trên cái nền trắng, nhưng mà 300 số họ thì không. Mà điều này so với một số quy định khác của chúng tôi, bạn có hơn 1.000 ký tự trong mô tả và trong cái nội dung A cộng content, có 5 cái mục so với các điểm bold không nằm trong tất cả các chữ hoa hoặc là chữ icon, có 5 cái con S ở đây. Vì vậy đây là thứ mà bạn có thể tham gia và cải thiện, và hy vọng là cái điểm chất lượng danh sách tốt hơn. Điều cuối cùng mà tôi sẽ đề cập đó chính là nút so sánh phương tiện. Điều này hiển thị ngay bên cạnh các chỉ số so sánh và cái phần ASIN khi mà tôi nhấp vào nó. Như gì bạn thấy, về cơ bản là bố cục hình ảnh của đối thủ cạnh tranh. Chiến lược này rất là quan trọng, vì khi mà bạn đi vào bất kỳ thị trường hay bất kỳ một cái ngách nào thì bạn muốn xem những gì đang hoạt động và những gì không hoạt động, có thể bằng cái cách xem xét và nghiên cứu những gì mà đối thủ cạnh tranh của bạn đang làm. Bạn có thể hiểu được những gì mà đang thực sự hoạt động trong cái không gian này, hoặc là có thể những gì cần thiết trong cái không gian này. Một cái gì đó tôi có thể xem ở đây là ví dụ như cái này, tạo ra một cái bữa ăn xứng đáng như một bức ảnh vào quầy bánh taco rất là đẹp. Ý tôi đây là một điều thú vị. Bạn cũng có một cái gì đó rất là linh hoạt. Đây không nhất thiết phải là bản sao hình ảnh tốt nhất. Tôi có nhiều cách để điều chỉnh điều này làm cho nó trông trở nên đẹp hơn nữa. Và sau đó chúng tôi có hình ảnh được chỉnh sửa. Kỳ lạ phải không? Rõ ràng là bạn có thể nói đây không phải là một hình ảnh xác thực. Tôi có thể rút ra điều này khi mà tôi chắc chắn là tôi muốn có một buổi chụp hình trực tiếp nơi mà tôi sử dụng người thật, và nó không trông không quá giả tạo. Tôi khuyến khích bạn thử điều này cho cái danh sách của riêng bạn và xếp nó bên cạnh một số đối thủ của bạn để nhìn xem hình ảnh của bạn có thể trông thật đến mức nào và những gì bạn có thể làm khác đi, nhưng cũng chắc chắn là sử dụng cái này. Nếu mà bạn đang ở trong phần nghiên cứu sản phẩm của hành trình Amazon, bạn có thể vào đây và xem có cách nào để bạn phân biệt không? Và có thể bạn đã tìm nguồn cung cấp sản phẩm của mình và bạn chỉ muốn cảm nhận gì mà muốn. Nhà thiết kế đồ họa hoàn toàn có thể sản xuất cái thông tin này và đưa nó cho nhà thiết kế đồ họa của bạn để họ biết là những gì nên sử dụng hoặc là những gì không nên sử dụng. Nhưng mà một lần nữa so sánh thì đây không phải là điều duy nhất mà bạn có thể thoát khỏi cái điều này. Bằng cách khởi chạy cái Listing Analyzer from Israel, bạn có thể truy cập những cái từ khóa hàng đầu mà còn một loạt thông tin có giá trị khác, có thể định dạng ở dạng listing điểm sức khỏe cho cái danh sách của bạn ở cạnh nhau, hoặc khía cạnh so sánh phương tiện truyền thông, thậm chí có thể giúp bạn hiểu những cái chủ đề nào có trong cái danh sách đó bên trong cái kế hoạch hình ảnh của họ. Và sau đó thì bạn có thể sử dụng cái chiến lược đó cho danh sách của riêng mình.
Để theo kịp hoặc là vượt lên, tôi khuyên là bạn nên tự mình kiểm tra điều này. ASIN hoặc bên trong cái NICE của bạn có cái listing đối thủ cạnh tranh của bạn. Và tôi chúc bạn sẽ gặp nhiều thành công. Bạn đang bán hàng trên Amazon? Skyroad cung cấp các dịch vụ dành cho các nhà bán hàng trên Amazon với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đặc biệt, chúng tôi là đơn vị phân phối độc quyền Tool Helm 10 tại Việt Nam với code giảm giá lên đến 70%. Hãy xem thêm thông tin chi tiết dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên like, share và subscribe để nhận được thông báo về các video mới nhất từ Amazon Seller Việt Nam nhé.